sau đây là tin vui đối với hàng vạn lao động việt nam có nguyện vọng đi làm việc tại hàn quốc hôm nay trao đổi với phóng viên thời sự thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội doãn mậu diệp cho biết cơ hội ký lại bản thỏa thuận bình thường trong việc đưa lao động việt nam sang thị trường hàn quốc là hoàn toàn có cơ sở nhờ các nỗ lực và giải pháp từ phía các cơ quan chức năng việt nam trong thời gian vừa qua theo thứ trưởng Doãn Mộng Diệp dự kiến nửa đầu tháng 5 năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc sẽ ký lại bản thỏa thuận thông thường về việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Để có được kết quả này là nỗ lực rất lớn từ các cơ quan chức năng, các địa phương và phía bạn Hàn Quốc. Được biết trước đây, có thời điểm tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng không về nước lên tới hơn 50%, khiến Hàn Quốc chỉ ký bản thỏa thuận đặc biệt cho từng năm để giải quyết những trường hợp đã thi đỗ tiếng Hàn, có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc. Với hàng loạt các giải pháp như ký quỹ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, hỗ trợ người lao động tại Hàn Quốc, trong 3 năm qua, tỷ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc giảm còn 32%. Đây là cơ sở quan trọng để Hàn Quốc xem xét và ký lại bản ghi nhớ thông thường về việc tiếp nhận lao động